Trong bất cứ cuộc chiến nào thì việc sử dụng gián điệp, cài người và hàng ngũ phe địch luôn là một phần cực kỳ quan trọng. Điều này lại càng đặc biệt đúng khi mà phe ta là phe yếu hơn. Lúc đó, việc nắm được những thông tin mật của nội bộ phe địch lại càng quan trọng trong việc giành lấy thắng lợi. Chính bởi lẽ đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước ta, vai trò của những người điệp viên trở nên tối quan trọng. Nhưng có lẽ công lao của họ chưa được nhìn nhận đầy đủ và xứng đáng. Vậy thì những điệp viên có thể nói là siêu đẳng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là những ai? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết 5 điệp viên siêu đẳng nhất của Việt Nam, tác giả Dashi on the Go, được đăng trên website Spider Room nha. Các em có thể quyền sai cho những thứ mình chưa được gặp phải, nhưng không được lặp lại những thứ sai đó. Anh nghĩ quan trọng nhất là cái thái độ ấy, tức là khi mình sẵn sàng học hỏi thì tự nhiên kiến thức rồi các thứ nó sẽ vào và mình sẽ học được rất là nhanh. Còn cái nội lực của mình cơ thì mới là vấn đề. Hiển nhiên là khi mà cả kinh tế khó khăn thì ai cũng khó cả, thì mình bắt buộc phải cố gắng và phải tìm mọi cách để nỗ lực thôi. Đã làm startup thì chắc chắn là trông gai, nó là hiển nhiên luôn. Đừng bao giờ nghĩ là có màu hồng phía trước, màu hồng chỉ đến sau khi chúng ta phải trải qua rất nhiều trông gai thôi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Đinh Thị Vân, người vẽ bản đồ phòng ngự Nam Vĩ Tuyến 17. Đinh Thị Vân, sinh năm 1916, mất năm 1995, là một trong những người có công lớn nhất trong việc phát triển hệ thống tình báo của Việt Nam. Lưới tình báo do bà xây dựng đã cung cấp cho quân ta nhiều tin tức có giá trị, góp phần vào chiến công chung của ngành tình báo. Mặc dù bà chưa một ngày học qua nghiệp vụ điệp viên, một trong những thành tích đáng kể nhất là điều tra tỉ mỉ về hệ thống phòng ngự của quân đội Sài Gòn ở Nam Vĩ Tuyến 17 trong giai đoạn năm 1959 cho tới 1960. Thời điểm này, ta bắt đầu mở đường Trường Sơn vào Nam, rất cần những thông tin về sự bố phòng của quân đội Sài Gòn ở Nam Vĩ Tuyến 17. Ngoài ra, còn cần tìm hiểu xem đối phương đã biết những gì về việc quân ta xuất hiện ở Hạ Lào. Nhiệm vụ đó được cấp trên giao cho Đinh Thị Vân. Ngoài nhiệm vụ trên, Đinh Thị Vân cùng với mạng lưới của mình còn lập nhiều chiến công khác. Chẳng hạn thông tin kịp thời về việc Mỹ sẽ đổ quân vào Nam Việt Nam sau khi chiến lược chiến tranh đặc biệt thất bại, hay biết trước được kế hoạch của cuộc hành quân Junction City giúp chúng ta chủ động đối phó làm thất bại âm mưu của chúng. Bên cạnh đó, không thể không kể đến việc bà còn là người đã dẫn dắt nhiều thế hệ tình báo cũng như cung cấp thông tin quan trọng cho lực lượng phòng không không quân Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn, ký giả số 1 Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn, sinh năm 1927, mất năm 2006, tham gia hoạt động cách mạng từ đầu thập niên 50. Năm 1953, ông được kết nạp đảng và được giao nhiệm vụ hoạt động điệp báo nhằm tạo vỏ bọc tốt hơn để có thể xâm nhập sâu hơn vào giới chức chính quyền và quân đội Sài Gòn. Năm 1957, ông được cấp trên bố trí sang Mỹ học ngành báo chí. Năm 1959, Phạm Xuân Ẩn về nước, làm việc cho hãng tin Reuters và sau đó là tạp chí Time, New York Herald Tribune của Mỹ. Ông là người có kiến thức uyên bác, hiểu biết rộng, cương trực. Ông cũng có tài giao tiếp, ngoại giao khác biệt, độc đáo theo kiểu Lãng Tử, hào hoa ngang tàng, chửi thề như bắp rang, lại xuất hiện với phong cách thượng lưu, thừa hưởng văn hóa được đào tạo chính quy từ Mỹ. Nhờ những lợi thế đó mà ông đã thâm nhập và là bạn tri kỷ của các tướng lĩnh, chùm an ninh mật vụ cả Mỹ và Sài Gòn, giờ báo chí cũng như các chính khách chóp bu của chính quyền Sài Gòn. Qua đó, ông có cơ hội khai thác thông tin tuyệt mật mang tầm chiến lược cho cuộc đối đầu của miền Bắc Việt Nam với Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Ông có công rất lớn trong việc bảo vệ những cán bộ cộng sản tránh việc bị Mỹ phát hiện, cũng như cung cấp thông tin tình báo quan trọng cho quân ta. Điểm khiến ông thật sự khác biệt so với những tình báo khác là dù từng được mệnh danh là ký giả chống cộng số 1 Việt Nam, nhưng thật sự hoàn toàn không có bài báo nào của ông mang tư tưởng này. Bên cạnh đó, ông cũng không có bất cứ bài báo nào chống Mỹ và làm tổn hại cho hai tờ báo nổi tiếng ông từng làm việc là Time và New York Herald Tribune. Phạm Ngọc Thảo, nhà tình báo cô độc. Đại tá Phạm Ngọc Thảo sinh năm 1922 tại Sài Gòn, quê quán ở tỉnh Bến Tre. Ông xuất thân trong một gia đình điền chủ có quốc tịch Pháp. Ông tốt nghiệp trung học công giáo Talbert ở Sài Gòn và có theo học ngành công chính. Sau năm 1945, ông đi theo kháng chiến để chống Pháp. Sau Hiệp định Geneva, ông đã dạy học ở Sài Gòn, Vĩnh Long và nhờ Ngô Đình Thục giới thiệu với Tổng thống Diệm. Phạm Ngọc Thảo từng giữ các chức vụ trong chính quyền Sài Gòn, tỉnh đoàn trưởng Bảo An Vĩnh Long, chỉ huy trưởng Bảo An Bình Dương, tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, Bến Tre. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là người duy nhất có thể tác động trực tiếp đến chính quyền của Sài Gòn. Là sĩ quan cao cấp trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại có lực lượng trong tay, ông chính là người đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm trung chuyển nền chính trị miền Nam những năm 1964 cho tới 1965. Những vụ đảo chính này đã gây mất ổn định nghiêm trọng đến chế độ Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Nếu cuộc đảo chính với Lâm Văn Phát gạt Nguyễn Khánh năm 1964 thành công,
Phạm Ngọc Thảo có thể trở thành Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa thì lịch sử đã có thể có những thay đổi lớn. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo hoạt động đơn tuyến, không hề có đồng đội trực tiếp hỗ trợ mà chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Bác Hồ và Lê Duẩn. Ông không làm công tác đưa tin đơn thuần mà lớn hơn là được giao nhiệm vụ thay đổi chế độ tại miền Nam. Việc này tương tự với những mục tiêu của Mỹ ở Iraq, nhưng nếu Mỹ phải dùng tới hàng chục ngàn quân thì ta chỉ cần một mình Phạm Ngọc Thảo mà đạt được thành công tương tự. Sự nguy hiểm của Phạm Ngọc Thảo với sự tồn vong của chế độ miền Nam lý giải tại sao chính quyền Thiệu Kỳ phải quyết bằng mọi giá thủ tiêu ông. Ông là một con người cực kỳ dũng cảm và tài năng. Mỹ đã từng chọn ông để đào tạo trở thành tổng thống tương lai của Việt Nam Cộng Hòa. Đến khi nguy hiểm đã cận kề, dù đồng chí Võ Văn Kiệt khuyên ông có thể ra căn cứ, nhưng ông vẫn quyết tâm ở lại để tổ chức vụ đảo chính cuối cùng. Việc lớn không thành, bị bắt và tra tấn dã man, nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn không để lộ tung tích của mình. Cho đến lúc hy sinh, không ai biết ông là một trong những chiến sĩ tình báo cộng sản. Vũ Ngọc Nhạ, người xây dựng cụm tình báo chiến lược A22. Vũ Ngọc Nhạ, bí danh là Hai Long, sinh năm 1928 tại Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông tham gia chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội mùa đông năm 1946. Ông chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1947. Sau đó, ông trở về Thái Bình, làm công tác dân vận tại trong chính quyền kháng chiến địa phương. Năm 1953, ông được tuyển chọn tham gia vào cơ quan tình báo quân sự. Năm 1954, với vỏ bọc mới được tổ chức tạo ra cho, ông đưa vợ con xuống tàu Pháp, di cư vào Nam và bắt đầu giai đoạn hoạt động mới. Ở miền Nam, ông đã xây dựng cụm tình báo chiến lược A22 với nhiều điệp viên chui sâu, leo cao, nắm giữ vị trí quan trọng trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ vậy, ông và đồng đội đã cung cấp những thông tin, tài liệu quan trọng góp phần vào chiến thắng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy tổ chức chặt chẽ, nhưng cụm A22 bị địch phát giác và bắt giao năm 1969. Chúng đã đẩy ông cùng nhiều đồng chí khác ra Côn Đảo. Sau Hiệp định Paris năm 1973, ông được trao trả. Ông vẫn tiếp tục hoạt động tích cực cho tới ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Năm 1988, ông được nhà nước phong hàm thiếu tướng. Ngày 7 tháng 8 năm 2002, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 75 tuổi. Với những chiến công xuất sắc, ông đã được Đảng và nhà nước phong tặng nhiều huân chương cao quý. Cụm A22 được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hoàng Minh Đạo, cha đẻ của ngành tình báo Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp của Đào Phúc Lộc với bí danh là Hoàng Minh Đạo, Nam Thụ gắn liền với sự ra đời của ngành tình báo quân sự. Ông chính là người đầu tiên xây dựng nền móng cho sự thành lập của ngành. Ngay khi cách mạng tháng 8 thành công, Hoàng Minh Đạo nhận lệnh về Hà Nội. Ngày 25 tháng 10 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã tuyên bố thành lập Phòng Tình báo Bộ Tổng tham mưu. Hoàng Minh Đạo được phân công là trưởng phòng. Đồng thời, ông cũng là một trong những nhân vật chủ yếu sáng lập ra Ban Địch tình Sứ ủy và ngành binh vận vào thời điểm gay go ác liệt nhất của cuộc chiến đấu chống xâm lược Mỹ năm 1954 cho tới 1955. Ban này đã trở thành một trong những mũi giáo công lợi hại của cách mạng miền Nam. Ông đã từng giữ chức Ủy viên Thường vụ Khu ủy Sài Gòn Gia Định, Bí thư kiêm Chính ủy Phân khu 5, Bí thư Phân khu 1 Khu Sài Gòn Gia Định và Chính ủy Lực lượng Biệt động Sài Gòn. Ông hy sinh vào một ngày mùa đông năm 1969 vì trúng phục kích của kẻ địch bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Vì lý do an ninh, tin ông hy sinh được giấu kín trong suốt một thời gian dài, khiến cho gia đình người thân của ông đau đớn tìm kiếm. Trong suốt 30 năm đó, ông đã bị một nỗi oan là kẻ phản quốc. Công lao của vị tướng tài năng là điều không thể phủ nhận. Song, đến ngày 8 tháng 4 năm 1998 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng mới tổ chức lễ truy tặng huân chương Hồ Chí Minh và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Phúc Lộc. Và đó là những thông tin khái lược về cuộc đời và sự nghiệp, chiến công của những điệp viên thượng hạng nhất của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Các bạn cảm thấy thế nào về những hy sinh và đóng góp của họ với công cuộc thống nhất đất nước? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, share, subscribe cho kênh YouTube Spider Room, đồng thời bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!